Xin chào các bạn. Trước hết theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học lần trước, chúng ta đã khởi luyện và thực hành nhịp 4-4 cơ bản. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình thể Koran trong Thánh ca Công giáo và thực hành đánh nhịp 4-4 hoa mỹ và cơ bản. Bây giờ mời các bạn đi vào chi tiết bài học hôm nay. Phần lý thuyết trong bài học số 13 này, chúng ta tìm hiểu về hình thể Koran. Xuất xứ: nếu như hình thể bình ca được viết bằng tiếng Latin là thánh ca phụng vụ đặc trưng của Công giáo, thì hình thể Koran được viết bằng tiếng Đức chính là thể loại âm nhạc tiêu biểu của phụng ca Tin lành. Nhưng do tính trang trọng, sự thánh thiện rất xứng hợp trong việc cầu nguyện, tôn thờ, ca ngợi Thiên Chúa, cho nên phụng ca Công giáo đã hội nhập và khích lệ các ca đoàn nên sử dụng hình thể Koran. Về đặc điểm của hình thể Koran, trước hết, giai điệu trong dòng ca không quá cầu kỳ, không đi lắt léo, với âm vực vừa phải, tức là không quá cao hoặc quá thấp, sao cho phù hợp với giọng của cộng đoàn. Thứ hai, nhịp điệu. Nhịp điệu bài Koran thường chuyển hành bình thản, tiết tấu đều đều, âm hưởng không quá hồi hộp, sôi động, tức là không có kịch tính. Thứ ba, về mặt hòa âm. Hình thể Koran thường là hòa âm cơ bản hoặc hòa âm hoa mỹ bốn bè. Điệu thức thường là trưởng hoặc thứ, ít khi có chuyển điệu hay còn gọi là ly điệu hoặc chuyển thể. Để hiểu rõ hơn về hình thể Koran, bây giờ mời các bạn tìm hiểu ngay bài thánh ca thực hành đánh nhịp hôm nay. Đoạn nhạc thực hành đánh nhịp hôm nay là phần điệp khúc của bài thánh ca Vị Ngôn Sứ. Đoạn này được viết mang những đặc điểm và âm hưởng của hình thể Koran, gồm có 4 câu hoàn toàn tương tự nhau về tiết tấu. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư. Mỗi câu đều gồm có 4 ô nhịp. Nhịp thứ nhất khởi tấu ở chẵn phách thứ hai. Ô nhịp thứ hai gồm 4 nốt đen là nhịp 4-4 cơ bản. Nhịp thứ ba là nhịp 4-4 hoa mỹ, gồm nốt đen chấm dôi, móc đơn, đen đen. Nhịp thứ tư ngân chọn 4 phách. Vì cả 4 câu đều tương tự nhau về tiết tấu, nhưng khác nhau về cao độ. Câu thứ nhất khởi tấu từ đồ, câu thứ hai từ son, nhưng câu thứ ba mí và thứ tư rê, cho nên tay nhịp của ca trưởng cũng lưu ý tới không gian ba chiều. Đó là bài thánh ca thực hành hôm nay. Bước sang phần thứ hai thực hành đánh nhịp 4-4. Trước khi đi vào thực hành đánh nhịp bài thánh ca hôm nay, mời các bạn thực tập sơ đồ tay nhịp 4-4 hoa mỹ và 4-4 cơ bản. 4-4 hoa mỹ như trong bài chúng ta vừa xem, gồm có nốt đen từ trên đi xuống, chấm dôi, móc đơn, nốt đen và nốt đen. Mời các bạn cùng thực tập. Trước khi đi vào thực hành đánh nhịp bài thánh ca Koran hôm nay, mời các bạn thực tập khởi luyện nhịp 4-4 hoa mỹ. Nhịp 4-4 hoa mỹ ở trong bài hôm nay gồm có nốt đen từ trên đi xuống, chấm dôi đi vào, móc đơn hất lên, phách thứ ba nốt đen, thứ tư nốt đen. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2 và 3, 4. 1, 2 và 3, 4. 1, 2 và 3, 4. Ở trong những bài đầu chúng ta đã nói,
Nguyên tắc là khi tay trái giữ ngân dài thì tay phải vẫn vẽ sơ đồ tiết tấu. Vậy ô nhịp hoa mỹ trong bài này chúng ta sẽ thực hành. Tay trái giữ nguyên phách thứ nhất và phách thứ hai. 1, 2 và 3, 4. 1, 2 và 3, 4. 1, 2 và 3, 4. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành kết hợp nhịp 4-4 cơ bản và hoa mỹ. Cơ bản trước, hoa mỹ sau. 1, 2, 3, 4. 1, 2 và 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 và 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 và 3, 4. Bây giờ trước khi đi vào thực tập chi tiết bài thánh ca Koran hôm nay, mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Vừa rồi các bạn đã xem thực hành đánh nhịp một lần. Và như trong phần lý thuyết đã nói, đặc điểm cơ bản của hình thể Koran là đều đều, bình thản, không có kịch tính. Vì vậy tay nhịp của người ca trưởng cũng phải thể hiện sao cho vừa phải và hợp lý nhưng trang trọng. Bây giờ mời các bạn đi vào thực tập. Câu thứ nhất khởi tấu ở âm bậc thấp, đồ. Câu thứ hai âm bậc son. Chúng ta lấy hơi từ trong nhân gian Thiên Chúa thương ban một vị ngôn sứ. Đặt trong tâm tư ngôn sứ bao lời từ trời Chúa khơi. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Hai câu sau của bản điệp khúc cũng cùng tiết tấu với hai câu đầu, chỉ khác ở cao độ. Câu thứ ba khởi tấu ở mí, câu thứ tư ở rê. Vì vậy không gian ba chiều của chúng ta cũng phải rộng, cao và xa. Mời các bạn thực tập. Lấy hơi nói cho con người nghe biết lối đi theo lời chân lý. Hãy vâng nghe lời Thiên Chúa kêu mời thực thi khắp nơi. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát.
Bây giờ mời các bạn hát tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát cho cả bài học hôm nay. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được tay nhịp 4/4 cơ bản và hoa mỹ, cũng như hiểu thêm về hình thể Koran trong Thánh ca Công giáo. Chúc các bạn ôn luyện thành công. Hẹn gặp trong bài tới.